trước đi. Thế đi. Thiên đường Việt Nam là những nơi đẹp nhất. Hôm qua không ít mua ít mực rẻ. Rồi. Đây đấy. Đây là trung tiêu tâm tỉnh cây là trường à? Vâng. 18 đi xuyên qua lại này. Đi lên để giết hầu á. Đây là lối thoát đó. Rồi. Có lẽ đây là quả đồi đẹp nhất và tôi từng phượt. Đồi sim này, xung quanh rất nhiều sim. Sắp tới mùa sim thì chúng ta tha hồ và trải nghiệm và sim bên cạnh con đường là hồ, hồ Đại Lập. Con hồ rất đẹp, nối liền ra biển, ra Hạ Long. Hồ tại Đại Yên này. Đại Yên. Đại Yên. Đại Yên có một lời rất là đẹp. Tuyệt vời, trong cảnh như nào trong chuyện cổ tích luôn. Đường đi hai bên là đồi sim. Siêu đẹp. Có sân bay trực thăng đỗ trên quả đồi này. Hứa hẹn đây sẽ là nơi hành trình du lịch lý tưởng cho anh chị em trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ đưa trí tuệ, sức lực và trình độ vào để dựng quả đồi lên trở thành một điểm lý tưởng cho các Phật, cho các Phật thủ. Hãy cùng chờ nhé. Wow, con sông kia thì con hồ kia thì có thể đi 6 tiếng mới hết toàn bộ con lòng hồ được. Đấy, đồi thông này, toàn thông tự nhiên thôi. Các bạn nhìn thấy chưa? Đồi thông rất đẹp luôn. Sim này, hoa sim đang ra. Hoa sim đã ra hoa rồi đấy. Sắp đến mùa sim rồi, gặt sim rồi. Có rất nhiều mặt bằng để dựng nhà, để dựng những cái nhà gỗ tuyệt đẹp trên quả đồi này. Hãy cùng chờ. Hãy cùng chờ và trải nghiệm cùng chúng tôi. Ok. Còn rất nhiều cái vị trí đẹp khác mà tôi sẽ bật mí với bạn là trong thời gian tới. Xin chào và tạm biệt. Bao nhiêu triệu đô nhỉ? Của bọn Vin nhỉ? Dự án là 10 tỷ đô. 10 tỷ đô. Đang làm từ đây ra đến tận Quảng Yên với các thứ ấy. Đấy, là 4.000 hecta. Đây là biển hồ. Còn đấy, bên này là khu công nghiệp Amata này. Chẳng hạn thế. Tại vì phía đấy là nó giật cấp, cứ giật cấp. Quá đẹp luôn.
Welcome to Hồng Hạnh Restaurant, famous restaurant in Hạ Long.